Rồi các bạn ơi, chúng ta bấm tiếp tục này. Chúng ta XT bình thường rồi các bạn. Nó vượt qua là cái phần hỏa cloud rồi các bạn. Kiên công nghệ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà bypass chiếc iPhone 8 cho đến iPhone X. Đây các bạn, nó đang chạy US 16.41 mà đang ở màn hình khóa Hello nhưng không kích hoạt được các bạn. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để bypass Hello để vào trong sử dụng. Và phương pháp này là không dùng được SIM các bạn nhé. Và cũng không cần chạy RAM disk. Mình sẽ chia sẻ với các bạn tool free ở trên mình đây các bạn. Đấy là tool Amita. Các bạn có thể dùng Amita này để bypass. Ok. Cái cách làm là mình sẽ jailbreak nó, jailbreak chiếc máy này rồi sau đó là mình dùng Amita mình bypass Hello các bạn nhé. Phương pháp này thì có đặc điểm rất là nhanh, chúng ta không cần chạy RAM disk. Đây, chúng ta chỉ cần jailbreak thôi. Thì với công cụ Winrain 1.1 này thì các bạn cũng đã biết rồi. Mình cũng đã giới thiệu từ rất nhiều clip trước rồi. Chúng ta sẽ mở Windows 1.1 này ra. Các bạn chọn trích lên này. Đấy, bản 013 nhé các bạn nhé. Chúng ta bấm Next. Kết nối điện thoại vào này. Máy sẽ đưa vào chế độ Recovery các bạn nhé. Ok, đây là cho mình nó sẽ hướng dẫn các bạn cái thao tác đưa về recovery này. Các bạn bấm phím giảm âm lượng và phím nguồn đồng thời này. Cùng với đó các bạn bấm start nhé. À, mình làm theo các bạn nhé. Bấm giảm âm lượng và phím nguồn. Chúng ta bấm trước 1 giây nhé. Bấm, mình bấm này. Bấm, bấm start này. Đấy, giữ chặt hai phím này này. Nó đếm về 0 thì các bạn nhả nút nguồn. Nhả mỗi nút nguồn này thôi. Giữ chặt với giảm âm lượng này. Để máy nó đưa về chế độ debug của các bạn. Đây nó nhận debug rồi này. Ok các bạn, chúng ta tiếp tục nhé. Đây là mình đã jailbreak xong này trên màn hình này các bạn ơi. Rồi, bây giờ sau khi jailbreak xong rồi các bạn nhé, thì chúng ta chuyển sang cái tool Amita này. Thì chúng ta chỉ cần bấm đây này, để xem ở trên này đã jailbreak đây các bạn này, chưa kích hoạt nhé. Rồi, chúng ta chỉ việc bấm vào Hello One Click này, US 15 16, thì cái này dành cho cả 6S cho đến X các bạn nhé, chạy US 15 16 đều được. Đấy, chúng ta bấm vào đây, chúng ta cứ cần jailbreak xong là bấm một phát là xong rồi các bạn, One Click xong. Đấy, nó báo là chắc chắn rằng thiết bị của bạn đã jailbreak. Ok, mình đã jailbreak rồi. Ok, tool đã báo thành công rồi các bạn. Bây giờ mình chỉ việc setup trên máy là xong các bạn nhé. Nó sẽ vượt qua được cái... Rồi các bạn ơi, chúng ta bấm tiếp tục này. Chúng ta XT bình thường rồi các bạn. Nó vượt qua là cái phần hỏa cloud rồi các bạn. Ok các bạn nhé. Như vậy là chúng ta đã xong rồi. Đây, iPhone 8 phiên bản 16.41 các bạn nhé. Phương pháp này thì có nhược điểm là nó sẽ xóa Bband đi. Tí nó khởi động lại nó sẽ mất Bband đi các bạn. Mình khởi động lại cho các bạn xem nhé. Tăng giảm nguồn. Ta bật nguồn lên nhé.
Nhược điểm của cái phương pháp này là sẽ bị hao pin các bạn, vì nó xóa bài band đi mà, thì chỉ dành với các bạn là muốn bài bát dùng tạm thôi. Nếu phải lâu dài các bạn cần phải, đây là nó sẽ báo không có dịch vụ này, lỗi dữ liệu di động này, là vì nó xóa bài band đi các bạn. Thì muốn sử dụng ổn định hơn thì các bạn cần sử dụng các tool trả phí để nó giữ lại cái bài band này các bạn, nó không bị xóa bài band đi, thì máy nó không bị lóng máy, không bị hao pin. Như máy này thì sẽ bị hao pin các bạn nhé, vì nó xóa bài band mà. Cái phương pháp này có cái nhược điểm là như vậy, các bạn chú ý nhé. Nếu các bạn muốn bypass ổn hơn thì liên hệ mình sẽ sử dụng tool trả phí bypass Hero cho các bạn ổn định hơn, dùng phương pháp sim pin để fix hao pin, máy sẽ chạy rất ổn định các bạn. Đây là phương pháp free thì nó vẫn có nhiều cái nhược điểm. Rồi, như vậy là đã xong rồi nhé, cảm ơn các bạn chú ý theo dõi. Các bạn thấy hay thì bấm like, share, đăng ký, mình sẽ được ra nhiều video chia sẻ nhiều điều bổ ích nhé. Cảm ơn các bạn.